Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng tại San Diego. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được mời gọi quý vị và giới thiệu đến quý vị về một cái chương trình rất là đặc biệt sắp tới. Đó là bữa cơm tình thương để ủng hộ giúp cho các trẻ em khiếm thị tại Việt Nam. Và để hiểu rõ hơn về chương trình này, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với Sơ Bùi Thị Ngọc Yến và Sơ Lương Thị Nhung từ Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng sẽ thưa với quý vị chi tiết hơn về chương trình sắp tới. Trước hết xin chào hai sơ. Dạ, chào chị Vân Anh và chào quý khán giả. Hai sơ có thể cho quý vị khán thính giả của VNTV biết sơ qua về Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng đã được thành lập từ lúc nào và những sinh hoạt của Mái Ấm là như thế nào thưa sơ? Dạ, Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng thuộc hội dòng Bến Thánh Giá Thủ Đức thì đã được thành lập từ năm 1995, là đã được hơn 20 năm và được sự bảo trợ của Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam đặt tại Hoa Kỳ này là trong suốt 15 năm vừa rồi. Thì trong Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng của chúng em thì có nuôi 300 em khiếm thị, trong đó có những em thì vừa mù vừa điếc, vừa chậm phát triển, tăng động rất là nhiều thứ tật, trong đó độ tuổi là từ 2 tuổi cho đến 22 tuổi. Thì các em được học các chương trình tiểu học, trung cấp, rồi cấp 2, cấp 3, đại học, và có thể là các em được học lên tiếp, có điều kiện thì các em sẽ được học cao học. Và ngoài ra những em mà không có đủ khả năng để học tập thì các em được học nghề để cho có một cái tương lai của các em có nghề nghiệp để tự lập. Trong Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng chúng em thì có 8 cơ sở, có 3 cơ sở thì ở Sài Gòn, một cơ sở thì ở dưới Hậu Giang, đó là cơ sở Vị Thủy, Mái Ấm Khiếm Thị Vị Thủy, một cơ sở thì ở Đà Lạt, Mái Ấm Khiếm Thị Đà Lạt, một cơ sở nữa thì ở Mái Ấm Khiếm Thị Suối Mơ, và một cơ sở nữa là đó là Mái Ấm Khiếm Thị Long Thành. Dạ vâng, cảm ơn sơ Yến. Thưa sơ Nhung, như vậy những hàng ngày thì việc của các sơ là như thế nào, sơ có thể chia sẻ với quý vị khán giả? Dạ vâng, chúng em làm dạy cho các em nhỏ thì tập cho các em, nếu mà các em còn yếu thì tập cho các em để các em có thể vận động được. Rồi các em mà lớn thì cho các em học chữ Braille, rồi học định hướng, học toán Soloban để các em có thể đi ra trường học với các bạn sáng. Dạ vâng, thì cơ sở của chúng ta ở đó thì có bao nhiêu em? Dạ, ở Thủ Đức thì là một cơ sở lớn nhất, là chi nhánh chính, cho nên có 100 em tại Thủ Đức. Dạ vâng. Thì có 10 sơ chăm sóc cho các em. Và các em ở đó là các em được nuôi rồi các em được ăn học tại đó, được nuôi ở đó và ăn ngủ. Thì mỗi năm thì các em có cha mẹ thì các em sẽ về hè, về nhà hai dịp, đó là dịp Tết và dịp hè. Còn không là các em sẽ ở lại với các sơ. Dạ vâng, điều kiện mà để được vào với Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng là như thế nào thưa sơ? Điều kiện đầu tiên đó là các em là bị khiếm thị. Và sau đó thì không có kể tôn giáo gì hết. Thì các em nào cũng vô được. Và cũng có những em bị những thứ tật khác như mù, điếc hoặc chậm phát triển thì cũng được. Và sơ làm cái công tác này đã bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm bên công tác này là 5 năm. Và thưa sơ, cho đến ngày hôm nay thì đã có bao nhiêu em sau khi được các sơ nuôi dạy ra đã trường, trở thành ra trường, trở thành những người đóng góp cho xã hội, phải không sơ? Các em được học lên đại học rồi ra trường phải không ạ? Thì được khoảng 30 em là được có ra trường, các em làm ở trong những cái nhà hàng hoặc là làm trong những thư viện khoa học của Việt Nam, rồi các em làm những cô giáo, thầy giáo. Rồi có những em cũng đi du học cao học bên Malaysia hoặc bên Úc. Và chắc chắn là các sơ cũng như là các em cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Sơ có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả, ngoài cái việc khó khăn về ngân quỹ thì những khó khăn về công tác hàng ngày, công việc bác ái mà sơ đang đeo đuổi là như thế nào? Những khó khăn thì đối với các em khiếm thị thì rất là nhiều khó khăn, bởi vì các em không có thấy, cho nên các em không có một cái quan niệm, cái hình dung trong đầu, và dạy những cái gì cũng rất là khó. Ví dụ như bây giờ có thể nói các em chạy, các em cũng không có hình dung được là chạy như thế nào, thì các sơ lúc đó phải chạy, chạy cho các em sờ chân, và các em sờ được thì các em sẽ biết là chạy như thế nào, rất là khó. Dạ thì nhân đây thì chúng em cũng xin quý vị bớt một chút thời gian để đến chương trình buổi văn nghệ ngày 17 tháng 7 sắp tới. Thì năm nay sẽ có hai em và có hai giọng ca rất là hay, thì sẽ gửi đến quý vị những bài cảm ơn, những bài hát về quê hương, đất nước,
để gợi nhớ về những tấm lòng nhân ái, thì xin quý vị cùng góp vào với chúng em, những người nữ tu. Chúng em không có làm ra tiền hoặc là một cái kinh phí nào đó, nhưng có quý vị đứng đằng sau để ủng hộ cho chúng em, tiếp sức cho chúng em, thì xin quý vị đến để ủng hộ cho chúng em và nghe tiếng hát, giọng ca của các em để nói lên tâm tình tri ân gửi đến quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị hãy đến với chương trình Bữa Cơm Tình Thương vào ngày Chủ nhật sắp tới 17 tháng 7 tại nhà hàng Lee's Garden, một cái địa điểm rất là quen thuộc của chúng ta. Giá vé chỉ có 25 đồng thôi quý vị. Chúng ta đến ăn tối, cùng gặp gỡ với các sơ, chia sẻ với những cực nhọc của các sơ. Chúng ta sơ là đã là những người mà đã làm dùng cho chúng ta cái công việc này. Chúng ta hãy cùng nắm bàn tay với nhau với các sơ, mang đến cho các em nụ cười, mang đến cho các em ánh sáng và mang đến cho các em niềm tin. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Cảm ơn các sơ, cảm ơn các em, và xin chúc cho chương trình thật là thành công. Xin thân ái chào tạm biệt. Hôm nay hai chúng con xin hát bài hát Lời người khiếm thị. Mẹ xin con ra cũng muốn như bao người, mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắng con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai thương con như cô thầy đã khuyên bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn sông dài, mắng con bây giờ không thể nhìn được thầy.